Chiều ngày 30 tháng 6, trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với những người bạn Hàn Quốc, những người có tình cảm sâu đậm, chân thành và hiểu sâu sắc về Việt Nam. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Tổ chức Tình nguyện Quốc tế của Hàn Quốc, Yoon Eun Ho đã nhắc lại hàng loạt những nét tương đồng về văn hóa, lịch sử giữa hai nước và nhấn mạnh đây là những lý do khiến nhân dân hai nước rất gần gũi với nhau. Nói thêm về điều này, Chủ tịch Hội Giao lưu Kinh tế, Văn hóa Hàn Quốc Việt Nam, Koveka, Won Sung Tech nhấn mạnh, Việt Nam là láng giềng gần gũi, bạn bè thân thiết của Hàn Quốc và thậm chí hai nước đã trở thành thông gia của nhau. Ông Won Sung Tech bày tỏ, việc nhập cảnh vào Việt Nam là chủ đề được các doanh nhân Hàn Quốc nhắc đến nhiều nhất. Việt Nam là một trong những nơi được Hàn Quốc lựa chọn nhiều nhất để đi du lịch. Do đó, trước chuyến thăm này, chúng tôi tràn đầy hy vọng hơn bất kỳ chuyến thăm của lãnh đạo chính phủ, nguyên thủ quốc gia nào tới Hàn Quốc. Cũng có mặt tại cuộc gặp, nguyên huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Park Hang-seo đã nhắc lại những kỷ niệm khó quên khi ông còn dẫn dắt đội tuyển. Ông bộc bạch rằng những chiến thắng của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam mang lại niềm vui không chỉ cho Việt Nam mà còn cho cả người dân Hàn Quốc. Theo ông Park Hang-seo, bóng đá đã đóng vai trò như một cầu nối không chỉ thúc đẩy hiểu biết giữa hai dân tộc mà còn giúp hình thành những mối liên kết vượt ra ngoài bóng đá. Ông cam kết sẽ tiếp tục giữ vai trò cầu nối giữa hai nền văn hóa và hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp của những người bạn Hàn Quốc cho quan hệ song phương thời gian qua. Lắng nghe những chia sẻ của họ, người đứng đầu chính phủ bày tỏ sự xúc động trước tình cảm dành cho Việt Nam. Trong đó có ông Park Hang-seo, ông Cho Chun Hyon, tác giả của cuốn sách mang tên Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và cũng là cuốn sách đầu tiên xuất bản riêng về Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hàn Quốc. Người đứng đầu chính phủ đồng thời khẳng định tình cảm, sự chân quý của Việt Nam đối với đất nước, nhân dân Hàn Quốc. Dân chứng đại dịch COVID-19 là một ví dụ điển hình. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hai nước đã cùng vượt qua những giai đoạn khó khăn như vậy. Thủ tướng bày tỏ: Đoàn kết, thống nhất giữa hai nước là rất quan trọng và điều này giúp chúng ta vượt qua khó khăn, thách thức. Đây là tài sản quý giá cần phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Biết đồng sức, biết đồng lòng, việc gì khó cũng làm xong dân tộc Hàn Quốc cũng có công ngàn ngữ, đồng sức, đồng lòng, thắng cả trời cao. Người đứng đầu chính phủ kia đó mong muốn những tình cảm chân thành này sẽ chuyển hóa thành dự án, đề án, chương trình hợp tác cụ thể hơn nữa, để đã yêu quý rồi thì yêu quý nhiều hơn nữa. Đến Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lắng nghe nhiều ý kiến chia sẻ, bày tỏ nguyện vọng của những đại diện cho cộng đồng hơn 280.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc. Bà Huỳnh Thị Thái, người cao niên nhất trong cộng đồng và có 50 năm 10 tháng ở Hàn Quốc, bày tỏ vinh dự gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính. Giọng bà trầm xuống khi nhắc đến những khó khăn lúc mới theo chồng sang Hàn Quốc năm 1973, rồi vút lên khi nói về sự tự hào trước một Việt Nam phát triển, quan hệ Việt Nam Hàn Quốc ở tầm cao hiện nay. Bà Thái bày tỏ: "Tôi theo dõi tin tức về Việt Nam mỗi ngày, dù tuổi già sức yếu nhưng tôi vẫn cố gắng đưa chồng và các con về Việt Nam hai lần mỗi năm." tôi vô cùng tự hào về sự phát triển của đất nước về những cảnh đẹp của tổ quốc cũng giả rào tình cảm và giọng đôi khi đứt quãng khi phát biểu chị đỗ ngọc luyến chủ nhiệm câu lạc bộ người giàu đã chia sẻ về cái tên mà khi nêu lên khiến hội trường thích thú theo chị luyến câu lạc bộ người giàu là một tổ chức cộng đồng hướng tới sự giàu có về tình yêu thương trí tuệ phúc đức cũng như tình yêu dành cho quê hương từ sự xúc động đó chị Luyến hy vọng chuyến thăm lần này của Thủ tướng có thể thúc đẩy hơn nữa dự án làng Việt Nam tại Hàn Quốc. Bởi chị hy vọng đây sẽ trở thành chốn lưu giữ, bảo tồn những cội nguồn văn hóa lịch sử của dân tộc Việt Nam trên đất bản, giúp các thế hệ người Việt Nam tại đây tự hào và nhớ về cội nguồn. Cũng tại cuộc gặp, một số kiều bào mong muốn chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tạo điều kiện thuận lợi hơn về các thủ tục hành chính liên quan đến quốc tịch Việt Nam và các giấy tờ tùy thân khác một số sáng kiến về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển giao công nghệ kết nối các nhà khoa học trong nước với người việt nam ở nước ngoài cũng đã được nêu tại cuộc gặp lắng nghe ý kiến của bà con thủ tướng phạm minh chính đã giao cho các bộ trưởng đi cùng thông tin thêm và giải đáp những thắc mắc được nêu ra thủ tướng nhấn mạnh người việt nam ở nước ngoài nói chung hàn quốc nói riêng là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc việt nam quan điểm này đã được cụ thể hóa và luật hóa trong rất nhiều luật gần đây nhất là các luật về đất đai, bất động sản, các tổ chức tín dụng để tạo thuận lợi cho kiều bào về nước, đóng góp cho đất nước. Với các vấn đề bà con nêu, người đứng đầu chính phủ đề nghị các bộ, ngành và cơ quan nghiên cứu các giải pháp sao cho phù hợp hơn với tình hình thực tế, tạo thuận lợi nhất cho bà con gắn bó và đóng góp cho quê hương, tổ quốc trên tinh thần cái gì có lợi cho dân, cho nước thì hết sức làm, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cản dặn. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh bà con thành công ở nước ngoài đóng góp cho đất nước và cho quan hệ song phương đó cũng là thành công của đất nước của đảng và nhà nước ta